Những sai lầm khi chọn vị trí trong phong thủy cầu thang. Theo các chuyên gia phong thủy, cầu thang nên tránh đặt ở vị trí giữa nhà vì phần giữa nhà là trung cung trong số 9 cung của phong thủy. Trung cung thuộc hành thổ, cầu thang thuộc hành mộc nên sẽ tương khắc với nhau, khiến năng lượng tốt ở trung tâm ngôi nhà bị hút cạn. Bởi vậy, khi xây dựng cầu thang, gia chủ nên tránh vị trí này sẽ hạn chế được những điểm rủi trong gia đình. Thứ hai, cầu thang không nên xây thẳng hàng hoặc đối diện với cửa ra vào, bởi vì chúng sẽ khiến năng lượng tốt bị tuôn chảy hết theo hướng cầu thang hoặc gây rối loạn trường khí đi vào nhà. Để tránh tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau thì gia chủ nên tránh bố trí cầu thang ở vị trí này. Thứ ba, cầu thang không nên đặt ở các khu vực bát quái gồm hướng đông, sức khỏe, hướng tây nam, tình duyên, hướng đông nam, tài lộc vì có thể làm ảnh hưởng không tốt đến gia chủ. Thứ tư, cầu thang không nên đặt theo hướng đi từ phía sau nhà lên bởi vì khí ở trong nhà thường đi từ ngoài vào và thoát ở phía sau. Nếu đặt cầu thang từ phía sau lên sẽ khiến khí các tầng trên bị suy, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của người ở trên nhà. Ngoài ra, các vị trí cầu thang cũng cần tránh trong phong thủy là đối diện cửa phòng ngủ hoặc phòng tắm, đối mặt với một góc nhà, đối mặt với một cầu thang khác năm. Năm không nên đặt bếp nấu, nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang không nên dùng loại có xoắn quanh cột, bậc cầu thang hở. Màu đỏ, bậc cầu thang không nên quá hẹp hoặc dốc, khúc nghỉ không nên cong hoặc uốn lượn quá, nội ngoại thất cầu thang phải thiết kế an toàn và cho ánh sáng tốt.